đau mỏi vai gáy cỡ nào cũng ngủ ngon tới sáng, nếu làm cách này mỗi ngày. Bạn đắp vào buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 5 đến 10 phút sẽ cảm thấy hiệu quả nhanh chóng. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục chữa bệnh bằng mẹo dân gian. Quý vị và các bạn thân mến, đau vai gáy là một trong những căn bệnh cột sống cổ phổ biến hàng đầu hiện nay, gây ra nhiều khó khăn trong sinh hoạt và làm việc. Ngày hôm nay, mẹo dân gian sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn phương pháp chữa đau mỏi vai gáy bằng cam, phèn chua và hành khô. Quý vị hãy cùng tham khảo ngay nhé! Nguyên liệu bạn cần chuẩn bị: một củ hành khô, một quả cam sành hoặc cam vỏ xanh, một thìa nhỏ phèn chua, một chiếc khăn mỏng. Cách thực hiện đơn giản như sau. Hành bạn cắt rễ và rửa sạch. Với phương pháp này, chúng ta sẽ sử dụng cả vỏ hành nhé. Sau đó, bạn thái hành thành từng lát mỏng. Tiếp theo, bạn cắt nhỏ phần đầu quả cam, khoét bỏ ruột. Hàm lượng caroten dồi dào bên trong quả cam được chuyên gia đánh giá là có tác dụng đẩy lùi các cơn đau nhức, do bệnh lý về đau nhức xương khớp gây ra khá hiệu quả, đặc biệt là tình trạng đau vai gáy. Sau đó, bạn cho hành và phèn chua vào trong quả cam. Tiếp đến, bạn đậy nắp lại, sau đó cho vào song hấp cách thủy cho tới khi vỏ cam chín mềm. Sau khi cam đã chín mềm như thế này, bạn cắt thành từng lát mỏng, sau đó cho vào máy xay để xoay nhuyễn. Bạn đổ hỗn hợp ra một chiếc khăn mỏng, sau đó đắp lên vùng vai gáy bị đau. Chú ý nhiệt độ nóng của cam để tránh bị bỏng da. Bạn nên đắp vào buổi tối trước khi đi ngủ khoảng 5 đến 10 phút sẽ cảm thấy hiệu quả nhanh chóng, giúp giảm đau và bạn sẽ ngủ ngon, sâu giấc hơn. Sau khi đắp xong, bạn massage nhẹ nhàng khu vực bị đau. Các nhà khoa học cũng cho biết cam có đặc tính chống viêm. Nếu bạn gặp phải nhiều đau đớn liên quan đến bệnh viêm khớp, cam thực sự có thể giúp làm giảm tình trạng này. Trong quá trình điều trị bệnh, bạn nên nhớ không thực hiện các hành động khuân vác nặng vì sẽ dễ gây tổn thương nặng các dây thần kinh. Ngoài việc chữa đau vai gáy bằng phương pháp trên, các bạn cũng nên đi thăm khám để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn vì bài thuốc chỉ có tác dụng hỗ trợ điều trị với các trường hợp các cơn đau mỏi vai gáy thông thường mà không phải các cơn đau do bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Khi bạn bị đau mỏi vai gáy do bệnh thoái hóa đốt sống cổ gây ra, tình trạng bạn phải dùng thuốc chữa bệnh thoái hóa thì mới có thể chữa dứt điểm bệnh. Chữa đau vai gáy bằng cam, phèn chua và hành khô có độ an toàn cao, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả tích cực nên được nhiều người ưu tiên áp dụng tại nhà. Tuy nhiên, khi thực hiện, bạn cũng nên chú ý đến chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng của bản thân để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả mang lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh và rung chuông để cập nhật thêm nhiều video hay miễn phí từ Mẹo Dân Gian nhé! Chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an.